Bạn đang tìm một địa chỉ tin cậy về nhôm kính? Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Đức Tâm. Những năm gần đây, đa số người dân đang có xu hướng lựa chọn các sản phẩm nhôm kính để tân trang lại nội thất cho tổ ấm của gia đình mình, thay thế cho các vật liệu thi công cũ, tạo nên những hình ảnh mới lạ, hiện đại và thời thượng hơn. Hiểu được điều đó, cùng với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những giải pháp về kiến trúc mới nhất, yên tâm giao phó mọi công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Đức Tâm đã ra đời. Tự hào là đại lý phân phối cấp 1 các sản phẩm nhôm Eurohouse và nhôm AGGA, uy tín hàng đầu tại khu vực Nghệ An, cung cấp các sản phẩm về kính cường lực, kính dán 2 lớp. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận cắt thành phẩm, thi công lắp đặt các sản phẩm về nhôm kính như cửa nhôm các loại, cầu thang, lan can kính, cửa lùa, rèm trong kính. Các sản phẩm nhôm kính do chúng tôi chế tạo và thi công vô cùng phù hợp với nội thất trường học, văn phòng, nhà hàng hay nhà ở dân dụng, cửa hàng, quán, cà phê, đảm bảo mang đến một diện mạo hiện đại, thoáng mát, tính ứng dụng cao và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với mẫu mã đa dạng, luôn thay đổi và cập nhật theo xu hướng mới nhất, chất lượng tiên phong, dịch vụ xứng tầm, giá cả cạnh tranh, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách. Tư vấn kinh nghiệm, nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn tận nơi mỗi khi khách cần. Mỗi khi bắt tay vào thực hiện các dự án, Đức Tâm luôn đặt hết tâm huyết, trí óc và nhân lực của mình vào từng công đoạn từ tư vấn, thiết kế đến thi công lắp đặt, sao cho hoàn thiện nhất, phù hợp với không gian và nhu cầu của khách hàng. Xưởng sản xuất với đầy đủ các loại máy móc hiện đại cùng đội ngũ thợ cơ khí dày dặn kinh nghiệm chắc chắn sẽ đưa đến cho quý khách hàng những sản phẩm tuyệt vời nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Mỗi sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng từ khâu sản xuất, thành phẩm đến khâu lắp đặt. Trước lúc đến tay các khách hàng, sản phẩm luôn được kiểm tra kỹ càng từ màu sắc, kiểu dáng, kích thước, chất liệu và luôn có các hình ảnh, video ghi lại quá trình sản xuất, xuất kho, gửi đến khách hàng trước lúc bán giao. Chế độ bảo hành, hậu mãi hấp dẫn đảm bảo sẽ mang đến những sự lựa chọn phù hợp cho quý khách. Chúng tôi tự tin có đầy đủ vật lực, năng lực và tiềm lực để hoàn thiện nhanh nhất mọi công trình và bàn giao đúng thời hạn. Đặc biệt, luôn đảm bảo hai tiêu chí nòng cốt là chất lượng và giá thành. Với chúng tôi, uy tín là nền tảng cho sự nghiệp kinh doanh bền vững. Để chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc xây dựng tân tiến nhất, hiện đại nhất, thẩm mỹ nhất và tiết kiệm nhất, cho tổ ấm thêm phần sang trọng và thời thượng, hãy liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Đức Tâm thông qua số hotline 0945 586 996 hoặc qua địa chỉ ngõ 93 đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và thương mại Đức Tâm, một chữ tín, triệu niềm tin, hân hạnh được hợp tác và phục vụ quý khách hàng.